Hello, xin chào mọi người ha. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với Jurassic World ha. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục. Như lần trước thì mình có một chút lỗi về kích thước giữa Mosasaurus và con Megalodon ha. Mình đính chính lại là mình sai hoàn toàn ha. Tại vì chắc là do nhiễm Ark Survival nhiều quá nên khá là nhiều bạn bức xúc về cái lần đó của mình, và mình rất là bình thường, tôi không sao cả, thì mình sai những sai thôi. Nhưng các bạn cần lưu ý điều đó chính là làm ơn đừng có chửi hay gì đó, mình đọc rất là khó chịu vì mình sẽ chắc chắn là ban các bạn rồi, vì đơn giản thôi. Các bạn nếu các bạn góp ý thì mình chắc chắn là mình sẽ lắng nghe thôi, không cần cứ phải nói những lời tục tiểu hay thô bỉ gì hết. Còn các bạn góp ý mình rất là cảm ơn thôi, còn đâu cần phải nó nhất thiết phải nặng lời với mình đâu. Rồi, còn mình sẽ nói bao nhiêu thôi, không nói nhiều đâu. Thì mình coi lại thì kích thước của Megalodon với Mosa thì thực sự là Megalodon to hơn thiệt. Chỉ mà trong Ark Survival nó làm ngược lại với cái điều này. Cũng khá là khó hiểu, trong cái game Ark nó làm khủng long rất là sinh động mà sao nó lại làm cái điều đó lại hơi sai sai á. Còn kích thước thiệt của Megalodon hình như dài tới 30m lận hay sao á. Còn Mosa thì nó khoảng từ 15m tới 18m thôi. Và nhưng hai con này thường mình thì cũng có đọc qua thì nó chưa bao giờ quýnh nhau. Tại vì con này không làm thì ở là kỹ vấn chắc, con kia cũng con kia nói chung là không, nói chung là nó không cùng một biển với nhau, chắc chắn là như vậy nên chưa có lịch sử hai này đánh nhau. Và cái phần trăm thắng của con Megalodon hình như là rất là cao, được đánh giá là cao, rất là cao luôn. Thôi không nói vấn đề đây nữa, cái vấn đề lần trước là do mình nó bậy thôi, mình không rõ về kích thước của nó, do mình cứ nghĩ là chơi Ark Survival nó sẽ giống ở đây, ai ngờ thì nó không có giống thiệt, nên phần sai thuộc về mình rất là nhiều. Được rồi, cảm ơn các bạn đã góp ý kiến cho mình về cái hiểu biết này ha, và bữa sau mình sẽ rút kinh nghiệm chém gió. Thì thực sự cái đó cũng là chém gió thôi chứ cái gì đâu ha. Chúng ta hôm nay học làm biển đó, học biển thì mình có thể quýnh trận được. Biển thì có nhiều em cây xăm mình không quýnh up nó lên level 14, level 40 đi. Thì thường thì up lên level 40 mình gặp đội hình nó rất là bự á. Đội hình 40 nó gặp đội hình toàn là full không à, nên mình rất là không, mình không thích up lên đội hình 40 là như vậy á. Đội hình 40 nó rất là kiểu như nó rất là hay luôn á, nó chênh lệch kinh hồn. Trời ơi, sao thằng này sướng, người ta mới vô gặp vị hệ rồi. Khổ rồi, con bô xa của mình chết chắc rồi. Wow, ông này ông làm gì thế nhỉ? Không thủ luôn ông ơi. Rồi tiêu mình rồi. Tiêu mình rồi, nãy biết lấy ba thủ. Ôi, không thủ luôn. Oh shit. 1 2 3 4. Ôi trời ơi, vậy thì nó quýnh mình kìa. Rồi sao mình ngu dữ trời. Sai lầm. Bị nó dụ rồi. Ôi thua rồi, chuyện gì cũng bị kỳ hệ quýnh không lại mà. Trời ơi, bị dụ cách dễ dàng luôn á. Dồn 4 điểm giết mình dư sức. Hai thủ không chịu nổi luôn rồi. Cách thảm bại. Thảm quá. Ai, nó dồn hết đàn của quýnh mình chết rồi. Ủa con này giống mô sao quá. Ok thua. Quýnh lại con phục thù coi. Hình như mình chơi hệ nước hết thường nó dễ thua lắm luôn hay sao á.
nào, loại nào? À, mình sẽ để loại hình cũ coi. Bọn nó thích chơi con sò quá ta. Sò ơi. Ôi, con này ghê hả? Hai cái là 700, ok, 700 mà. Rồi, nó quấn mình luôn không? Quấn luôn. Ôi, trời ơi, thanh niên. 1.500, không lướt, không biết nhảy lên tới 2.000 không ta. Ok, chết luôn. Cái này mà cộng sai là mình thua nặng luôn á. Ui, con này kỳ hệ với mình rồi. Ôi, sao ông này quýt kỳ quá vậy? Ông này quýt kỳ quá. Rồi, cái này dồn đam mình chết rồi. Ôi, vẫn lấy một thủ luôn. Rồi, Megalodon sẽ thích con này thôi. Yeah. Rồi, Megalodon ghê thiệt. Giáp sắt mà. Rồi, coi quay được cái gì nè. Rồi, quay được cùi không à. Ok, hôm nay sẽ tiến hóa loài chim. Nãy giờ quên giới thiệu loài chim. Cứ Mosasaurus với lại Megalodon nó làm mình phân tâm quá. Hai con đó thực sự là hai con mình rất là thích luôn. Nên có vẻ là khá là nhiều vấn đề hàng nó xảy ra. Mình thấy cho cá mập mình cứ cho ăn Megalodon chứ mình cũng đâu có biết. Đây, con chim này là con chim này hình như trong ARK nó không có không ta, phải không ta? Con ARK thì mình nhớ chỉ là cái con bỏ dài thôi các bạn, con bỏ dài thôi chứ không có con như thế này. Để từ từ mình suy nghĩ lại có không ta, không biết có không nhờ, mình nhớ có con bỏ dài thôi. Darwino mà giống quá à. Hình như con này cũng có trong ARK hay sao ấy. Thôi kể đi, có hay không mình cứ up nó đi cho lên level là cái biết liền gì. 7 ngày up. Good job chim. 7 ngày up. Ở kinh vậy. 7 ngày up luôn. Đó, up lần nữa lần cho đã. Con này thì chủ yếu chỉ có bắt mở ra mới được thôi. Rất là khủng hiếm, một trong những loài hiếm. Các bạn bán nó với giá 3.700 là biết mấy con hiếm rồi. À quên, để mình nhận cái gì, cái nhận cái này luôn chứ mình chưa nhận cái này. Rồi, không được 1% của con. Ok rồi. Ở này 185.000. Rồi, còn bạch trì khỏi luôn đi. Hôm nay con kia mày chắc cũng ngon á. Đấy. Mấy con rồi, 5 con rồi. Rồi, đủ 8 con. Sáu và bảy.
Còn nặng thế nào? Ui. Ui. Cái hả? À, mình thấy con chim nó ăn là bữa chứ nha. Mỗi lần nó ăn lên là cái người nó bị bóp méo tùm lum và nó không có giống thật lắm. Ghê ha. Họ leo cây như khỉ luôn. Rồi ghê hả? Nhìn nó ăn nhẹ nhàng ghê luôn á. Để mình mua thêm một vài cái container cho nó ăn, giờ ăn không đủ rồi. Chim này mình nghĩ ăn chắc phải cỡ 7-8 triệu á. Bay quá. Phập. Ôi, ghê thiệt chứ. Chim lại ăn ở trên. Hay. Đấy là cái chuồng này nó phải thả chim bay tự do nhìn nó mới đã. Chim lúc nào cũng im chỗ. Rồi lên rồi. Đủ rồi, trời. Nó level mà, nó level 10 thôi mà máu nó đã 600 rồi. Con chim này cũng là một triển vọng mới đây. Để coi nó mạnh không, để mình tiễn nó vào đội hình đi búa lộn nè. Tiễn mấy con chim đi búa lộn cũng đã lắm. Bum. Wow. Wow, bắt đầu đổi màu nè các bạn thấy không? Nó đổi màu từ dưới cổ lên nè. Đó, nó đổi màu dưới cổ lên thấy không? Để coi bắt đầu tiếp tục cho nó lên 5 sao có thế nào. Lên 5 sao chắc chắn là nó sẽ đổi rất là nhiều luôn á. Lên 5 sao luôn đi. Ồ, cái đầu của nó bắt đầu đẹp lên rồi kìa. Wow. Wow. Ôi, bắt đầu đẹp lên ghê. Ôi, cái màu của nó giờ đẹp quá ha. Wow. Ôi, đẹp ghê các bạn ơi. Để mình zoom lại cho các bạn coi ha. Wow. Ôi đẹp quá man ơi. Ôi đẹp ghê luôn á. Ôi chạy mà lên 4 sao thì còn gì bằng nữa. Vậy là không đủ thức ăn cho cái bọn này rồi. Ôi con này đẹp quá. Rồi lẹ lên nào, lên luôn đi. Hai triệu bảy chắc chắn không đủ. Cái tiến hóa bây giờ mới là quan trọng nè. Thành công hay thất bại, chắc chắn là thành công. Trong đây nó không có rớt ha. May trong đây nó không có xịt á. Xịt có nghĩa là bít mất luôn con khủng long của mình á. Cái đó mới gớm á. Mất luôn con khủng long mới thốn.
Rồi, đội hình này đi. Đội hình này khá là êm đềm luôn á. Chắc chắn là gặp con nước đầu tiên rồi. Đùa, phải không? Ôi, nước núp luôn kìa. Chết rồi, con nước. Chết rồi, thốn rồi. Con voi này là nó thích thủ hay đam vậy ta? Phải thủ. Quýnh mình đi, quýnh mình đi, quýnh mình đi. Đúng rồi. Mình đoán đúng rồi. Giờ mình không có giết được nó đâu. Hắc não coi. Đấy. Giờ dồn đam giết nè. Thủ không? Trời, một thủ phí quá. À, có không phí lắm. Đi coi chừng 4 điểm mình không giết được á. Rồi, 6 điểm luôn. Wow, giết kim mình rồi. Hơi căng đây. Có dồn đam quýnh không vậy thanh niên? Đừng, đừng dồn đam giết em anh ơi. Chết em rồi, trời ơi. Hàm đam quá. Ây da, hơi bị não đây. 3, 4, 5. Biết chết được không đây nè. Ơ, nó không, trời ơi. Thằng này nó không thành thủ luôn ơi. Chết rồi, thua rồi. Ơi, nó không thèm thủ luôn các bạn ơi. Ơi, không thèm thủ luôn, biết đánh 2 điểm thôi. Gặp chút ông lầy nữa chứ. Cắn lưỡi luôn. Không sao, không sao, quay lại. Đáng lẽ con chim của mình dành mình giết con nước á, mà do mình gặp con voi, thốn quá. Ok, cho Indominus Red 35 nào. Rồi, 35 rồi đó. 35, cái này sẽ kèo là kèo thốn nè, sẽ gặp đội hình rất là mạnh luôn. Chip phát lốt đi. Này. Này, ok, let's go. Chơi đội hình 33 như thế này có thể hên xui thôi. Chào. Chơi ba con này luôn ư? Hay đấy. Ơi, ông này ông cắn luôn ta. Chim bất lực rồi. Mình đập bọn này thì sướng rồi. Nãy giờ có 2 điểm mấy ông. Đâu giết được mình đâu. Wow, chơi luôn à. Tết vậy thanh niên. Ôi, con sao không có tuổi giết đâu. Dồn hết đam thì chết. Còn nếu không dồn hết đam để điểm thì nó chết. Đấy, biết mà. Vậy thì đồng nghĩa với việc nó chết thôi các bạn. Sao chống nổi. Nước vô địch.
Đấy, quên rồi. Hỏi 500 điểm lấy kìa. Có tiếp hả? Đang có kịp, phải đánh kịp con kim khá đẹp và không được mạnh lắm. Cứ đội hình này là ok, sắp tới thôi. Kim công nhận đẹp thiệt chứ. Rồi, chết tôi. Chết tôi. Tôi gặp cái giống ôm gì đây. Ôi mẹ ơi. Mạnh dữ trời. Ôi thua. Ôi gặp cái giống như kinh hồn vậy nè. Khiếp. Ba điểm mới giết được nó trời. Trời ơi là trời. Khiếp đảm. Mày không thủ đâu. Ôi chết rồi lại sai lầm. Trời ơi, nghĩ sao đông thủ à. Con chim cuối cùng mới ghê nè. Bốn ngàn năm trăm hai thủ. Ôi, con chim cuối cùng mới kinh nè. 4.600, 4.900, 1.400 xàm nhau. Cái này ai mà thua lượt nhau là thua thôi. Bốn thủ, hai thủ, trời để cắn hai phát chết rồi. Không giết mình đâu, chắc luôn. Cú này sao trời. Cái này hơi căng đó nha. Nó sẽ lấy 4 điểm hai thủ. Cú này giờ sao ta. Liệu trời, thằng này nó sẽ không thủ đâu, mình cá với các bạn. Mình sẽ giết nó. Đó đúng rồi. Và mình thua. Chứ mình giữ lượt nữa, nó 8 lượt mình giết không được nó, coi như là không đủ giết được luôn á. Nó 8 lượt nó trừ 4, nó vẫn còn 4 đam, nó giết mình dư sức. Nó lời 79 máu. À thua. Rồi đến lúc này thì mình không có nhân nhượng đó, mình sẽ cho con Indominus Red lên 40 luôn. Để coi các bạn xem cái đội file đội hình nó sẽ ra như thế nào nha. Cực kỳ thốn luôn á. Để cho các bạn xem cái đội hình xem cái đội hình con Indominus Red lên 40 nha. Các bạn sẽ coi các bạn sẽ nói gì khi đội hình này nó khủng có nào. Đội hình của người ta nha, phải đội hình của mình thôi nha. Ôi mày ăn cái hạm đội vậy. Ôi nó ăn nguyên cái hạm. Nó ăn như hạm luôn các bạn ơi. Ôi nó ăn một lần mấy triệu luôn cơ. Rồi đi quýnh nè. Đội hình cũ nha. À, dùng bọn nước không ta? Nước đi. Đội hình này mình nghi mắt thật lắm. Đấy. Super. Super again. Trời ơi, tại sao lại cho nó win trước? Hai ngàn chín à. Ba ngàn một chiến nó luôn đi.
đội. Judo. Judo. Thốn quá nha. Sokoku Seiya, em nào đây? Thấu à. Nó làm gì ta? Nó thủ hay nó quýnh mình giờ? Khó quá các bạn ơi, suy nghĩ không nổi luôn á. Hãy thủ đi. Oh shit, mẹ nó đập luôn mà chết rồi. À, thằng này lạnh quá. Rồi thôi. 4 năm tới 2000 máu. 4 năm 2500. Ê, có thể chưa chắc nha. Không, mình nhảy đam lên 3000 mấy mình chết rồi. Hàng 6 luôn. Cái đội hình ác kinh trời, con chim của mình cùi quá. Mình không chơi, mình đổi con chim mới coi. Mình dùng con, tại vì con chim mình tiến hóa nên mình phải dùng thôi. Giờ mình dùng tới con voi thôi nha. Đó, đội hình này đi, đội hình 5000 máu coi thế nào. Trời, lúc không dùng chim mà nó ra phát mát nước luôn á. Lúc dùng chim nó không thèm ra nước. Cái dậu rồi trời. Đập nước cái này đánh bằng cái gì? Tao đánh rồi. Bầu quá đi. Quá thốn, bỏ luôn. Lấy điểm bồn vậy. Không đủ đam để tích điểm nó, máu nó trồng quá. Máu còn trâu hơn. Trời ơi, nó mang chín luôn cơ. Sao con này trâu vậy ta? Ơi ông nội, ông ngu rồi. Trời ơi, 4000. Ông nội đó. Trâu quá. Thua. Vậy sao đánh? Thủ biết ngay mà. Nó vậy nó dồn đam rồi. Con kia nó đam đủ chết mình rồi. Con 33, thực chất 33 với 40 nó cũng ngang nhau các bạn ơi. 1800 với 2000 bao nhiêu đâu. Thốn quá. Chồng lại. Ở sao con cái sáu con nào mạnh ta? Quấn đội hình này cũng không nổi luôn á. Ác dữ trời, lúc mình dùng con chim thì nó không bao giờ ra con chim nha. Nó không bao giờ ra dòng nước nha. Mình lúc mình dùng cái kia nó ra. Lúc chụp voi nó ra, để coi bạn coi nè. Ê, chúng thằng, hai thằng nước nữa hả? Ôi, mà thằng này 5000 máu, ít gì. Ôi, đổi đồ red ra chơi luôn kìa.
kính vậy trời? Ôi mẹ ơi, con chim của nó kìa. Ôi con bê Tirafon này mạnh dữ quá. Mạnh quá. Âu Dương Kiều nó giết con mình như khóe luôn á. Em lại anh luôn á. Khủng quá. Thật sự khủng ác luôn á các bạn. Nó rít đam chịu không nổi. Bốn sáu không biết chết nổ không ta. À, anh không thắng nổi luôn á, chắc do mình gà thôi. Đợi hình bó tay. Trận này đánh chuẩn mà đánh không lại luôn. Thầy chụp con chim không ơi, ra con nước toàn là nước khủng không à. Để dùng này là ba thằng nước quá. Chim thịt. Ôi gặp thằng hồi nãy nữa hả? Xúc mình đồ biết ngay. Quá ác độc. Đồ ác độc. Tao giết mày con trai à. Tao trả thù. Con này mạnh nhất của mày đúng không? Ôi, con này mới mạnh nhất nè. Rồi, giết mày luôn rồi. Rồi, 8.300 máu. Trời ơi. Ơi, gì mà ghê ta? 8.300 máu hả? À, máu này máu chúa chứ máu thường gì trời. Sao đánh? Mà cho này ra liều đi. Mày tao cũng quỳ rồi. Trời ơi, 3.700. Thôi, thua các bạn ơi. À, gặp chậm không à? Mình thú của mình yếu hơn, mình chịu quá sao vậy? Thú mình yếu hơn, mình chấp nhận thua, không có tài nào thắng nổi. Con còn lại các bạn biết đam nó bao nhiêu không? Đam nó tận 2.000+ đấy, biết mà. Thôi tao cho mày cơ hội, quýnh tao nó nhục lắm. Ơi thua rồi, rồi khốn quá, buồn luôn à, nay mà buồn quá. Buồn vãi liền. Buồn đánh không lại ai. Judon khi nào mới có nổi? Mát luôn mày. Chế quá cho mát này vợ luôn. Mát hay không mát cũng vậy, đánh lúc nào cũng thua. Đội hình mình yếu, mình quýnh chưa lại bằng đội hình người ta. Chơi luôn. Dẹp nước luôn đi.
khó à. Sao cũng chết nữa. 3.000. Cho mày chết luôn nè con. Ai không chết được. Chậu quá. Liệu nó dồn đau đập mình không ta? Ôi không dồn đau, chưa chết được. Bốn điểm hả? Năm điểm đi. Ôi đúng chết luôn. Ôi cơ hội thắng nè. Hỏi thắng trận này là quỳ luôn á. Thắng trận này là quỳ luôn á. Trận tình yêu cho tôi cơ hội để giết bạn. Oh my god. Không thể tin được các bạn. Vậy mà cũng thể quên được trận an ủi. Được rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Và chúc các bạn có một buổi cuối tuần thật vui vẻ nha. Mình sẽ dừng lại video ở đây. Một cái video cuối cùng rất là ý nghĩa luôn. Mình có thể thắng được trận ở chế độ này. Thật sự là nó gọi là kiểu như là ngàn cân treo sợi dái. À lộn, ngàn cân treo sợi tóc. Vãi, bạn này mới ăn được mới vãi chứ. Không ngờ lại có thể có khả năng win được ở trận này. Và được rồi, chúc các bạn xem video vui vẻ nha. Đừng quên, nếu các bạn thấy hay thì nên để lại một like cho subscribe ủng hộ cho mình. Còn nếu cái sao ta, nếu mà thật sự các bạn ủng hộ mình như thật nhiều thì hãy comment lại nhiều cho mình biết để mình chiều mình sẽ ra thêm video nữa. Hứa luôn, hứa danh dự. Rồi, bye bye, hẹn gặp lại các bạn nha.